Chào mừng bạn đến với cộng đồng Wish. Bạn đang theo dõi video về sự phát triển của em bé trong bụng mẹ từ tuần 1 đến tuần 9. Video được biên dịch từ babycenter.com. Trong vòng một tuần lễ sau khi thụ thai, trứng được thụ tinh hay còn gọi là phôi nang sẽ di chuyển vào trong tử cung của bạn. Phôi nang lúc này có kích thước bằng đầu bút bi. Trong những ngày này, các tế bào trong phôi nang sẽ tự sắp xếp thành các nhóm. Khối tế bào bên trong sẽ phát triển thành thai nhi, các tế bào bên ngoài sẽ trở thành túi ối và nhau thai. Sau đó, phôi nang trút bỏ lớp vỏ bảo vệ trong một quá trình được gọi là nở và chui sâu vào lớp nội mạc xốp dày ở thành tử cung. Khoảng tuần thứ 5, em bé của bạn có kích thước cỡ bằng một hạt vừng. Các tế bào đã từng tạo nên khối tế bào bên trong của phôi nang bắt đầu tổ chức và sắp xếp, tạo thành hình dạng cho phôi thai mới và hình thành các cơ quan nguyên thủy. Não và dây tủy sống có thể nhìn thấy được qua lớp da trong mờ của bé. Trong thời gian này, hệ thống tuần hoàn của bé cũng hình thành và trái tim của bé bắt đầu đập. Em bé của bạn trông giống một con nòng nọc tí hon hơn là một con người. Bé lấy chất dinh dưỡng và oxy thông qua nhau thai và dây rốn mới được hình thành. Tuần 9, đuôi phôi thai đã biến mất. Em bé có hình hài giống người hơn mỗi ngày. Với chân tay và ngón tay đang mọc ra, miệng, mắt và dấy tai nhỏ xíu đã có thể phân biệt được. Bé của bạn lúc này có kích thước cỡ bằng một quả nho xanh và chỉ nặng vài gram. Thật khó có thể tin rằng tế bào đã phát triển nhanh chóng trong một thời gian ngắn để tạo nên một cơ thể em bé không thể nhầm lẫn được.